Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ, bước sang ngày mới, công việc tốt lành, vạn sự hạnh thông, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày 27 tháng 12 năm Canh Tý, ngày này là ngày Đinh Hợi, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Câu Trận, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Chu Tước. Về ngũ hành niên mệnh, ốc thượng thổ, ngày Đinh Hợi, tức chi khắc can, có nghĩa là thủy khắc với hỏa và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm, ốc thượng thổ, Kỷ Tuổi, Tân Tỵ, Quý Tỵ, ngày thổ hành thổ khắc với hành thủy, đặc biệt là Tuổi, Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày Hợi lục hợp với Dần, tam hợp với Mão và Mùi thành màu cục, xung với Tỵ, hình Hợi, hại thân, phá Dần và tuyệt Ngọ. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Đinh Tỵ, Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Sửu và Quý Hợi. Tuổi xung trong tháng, tuổi Đinh Mùi, Ất Mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ban nền, trồng cây, sao nguyệt tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết hợp đồng. Sao âm đức, tốt mọi việc. Sao ích hầu, tốt mọi việc, nhất là về cưới hỏi. Sao dịch mã, tốt mọi việc, nhất là về xuất hành. Sao phúc hậu, tốt về cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao minh đường hoàng đạo, tốt mọi việc. Sao nhân chuyên, đại cát, tốt mọi việc, có thể giải được trao sao xấu, trừ sao kim thần thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên tặc, xấu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương. Sao nguyệt yếm đại họa, xấu đối với xuất hành, giá thú. Sao nhân cách, xấu đối với giá thú, khởi tạo. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính đông. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội, cho nên với bạn tuổi Tý, bản mệnh về sớm bên gia đình của mình. Nếu có lời hẹn tụ tập với bạn bè thì đừng có vội từ chối nữa. Họ sẽ là những người giúp cho bạn giải tỏa được những sự căng thẳng, mệt mỏi nữa đấy nhá. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có Tỵ Kim chiếu mệnh. Lúc này với bạn tuổi Tý cần phải nhắc nhở bản thân mình hết sức cố gắng để cho bản thân mình không rơi vào những mâu thuẫn, bất hòa không đáng có. Bạn hãy chọn lựa cho mình những cuộc tranh luận mang tính xây dựng hơn là những sự tranh cãi, tranh chấp và gây căng thẳng cho nhau. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy khí vượng, cho thấy khả năng thích ứng của bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay không được tốt cho lắm, nhất là khi mọi tình huống diễn ra cứ xoay chuyển liên tục. Và với bạn tuổi Tý, bạn phải chấp nhận rằng có những thứ sẽ không tuân theo kế hoạch. Thay vì cố chấp thì bạn nên học cách hiểu tình hình mình đang thực sự đối mặt là gì. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, đừng để cho cảm giác cô đơn dẫn dắt mình đi sai đường. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, những suy nghĩ của bạn nên viết ra để tâm trí sẽ được nhẹ nhàng hơn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, đôi khi bạn mệt mỏi và trở nên lười nhác, không muốn làm gì. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, càng gấp rút bạn càng chẳng thể làm được gì. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, lắng nghe lời nói thẳng sâu trong tim mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày của ngũ hành tam hội, mang lại nhiều niềm vui, tiếng cười bên người thân của mình. Không những thế, với bạn tuổi Sửu còn hứa hẹn kỹ năng giao tiếp đóng một vai trò hết sức quan trọng, giúp củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa bạn và một số nhân vật thú vị nào đó nữa. Sự nhẫn nại chính là chìa khóa trong ngày khi bạn đang gặp thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu bất cứ sự nóng nảy, cực đoan và căng thẳng nào cũng cắn đứt đi mối quan hệ tốt đẹp giữa bạn và những người xung quanh. Vì thế, bạn phải cần cố gắng kiểm soát những cảm xúc của chính mình. Và trong ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, không tốt cho sức khỏe của bạn mệnh, nhất là việc bạn đang suy nghĩ quá nhiều cho nên khó ngủ, trong lòng bất an, lại cộng thêm công việc cuối năm bận rộn, thời tiết thay đổi đột ngột. Bạn hãy dành thời gian để chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, những gì cần phải buông thì cũng nên buông bỏ cho nhẹ lòng. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, có những cảm xúc đã dần nhạt nhòa. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, hãy bớt để ý tới vấn đề của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, cần phải điều chỉnh cảm xúc để nhìn nhận mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, cảm thấy tổn thương sâu sắc. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, bạn chỉ có thể giúp đỡ ai đó trong giới hạn của bản thân mình. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Dần thứ hai ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành lục hợp, là tín hiệu tốt cho cái mối quan hệ. Và với bạn tuổi Dần có thể hàn gắn tình cảm với ai đó mặc dù đã xuất hiện sự rạn nứt từ trước đây. Và hôm nay, thay vì quá tập trung vào những điều cứng nhắc của cuộc sống, thì với bạn tuổi Dần hãy linh hoạt hơn để thích ứng với mọi việc có thể xảy ra. Với bạn tuổi Dần cũng đang có điểm báo cho thấy mọi việc diễn ra trong ngày hôm nay có thể không đúng như những gì mà bạn đang mong đợi khi đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Tuy nhiên, đừng có lấy thế là nóng nảy đổ lỗi cho những người khác. Đó đâu phải là lỗi của họ, bạn cần phải sự ưu tiên cho công việc sao cho hợp tình hợp lý, sự tập trung cần thiết để giải quyết chúng hiệu quả. Như thế bạn sẽ thấy mọi việc tiến triển được tốt đẹp hơn nhiều. Trong cái vận trình ngày thứ hai này, với bạn Tuổi Dần cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, dự báo cho bạn đang có những vấn đề liên quan tới tài chính của bạn mình được thuận lợi. Tuy nhiên, bạn nên để ý tới những dấu hiệu nhỏ để tìm cách thay đổi càng sớm càng tốt. Có như thế, bạn mới có thể tránh được rủi ro lớn xảy ra với mình về sau này. Về tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc thủy, càng vội vàng, bạn càng dễ sai lầm mà thôi. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc hỏa, bạn dễ bị cuốn hút vì vẻ bề ngoài của ai đó. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc thổ, có những vấn đề bạn cảm thấy căng thẳng, chẳng dễ dàng. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mộc, đừng có tập trung vào điều gì đó không phải lợi thế của bạn. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc kim, cân nhắc để có thể đưa ra những lựa chọn sát đúng nhất. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mão, thứ hai, ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp ngày có ngũ hành tam hợp, Hợi Mão Mùi phù trợ, cho nên với bạn tuổi Mão đang có được báo hiệu có những điều mong chờ bạn trong mối quan hệ của bạn ngày hôm nay. Một số hiểu nhầm được tháo gỡ, cho nên bạn và người ấy càng yêu thương nhau nhiều hơn. Một số niềm tin mới được xây dựng. Đối với những bạn đang còn độc thân, bạn có được nhiều người theo đuổi và dành nhiều thời gian để cùng tìm hiểu về nhau nữa. Và với bạn tuổi Mão, tính cách của bạn mệnh trở nên hiền hòa hơn khi bạn đang gặp được ngày có thực thần nâng đỡ. Lời nói cũng như là hành động tử tế của bạn sẽ giúp ích cho ai đó rất nhiều, nhất là khi họ đang trải qua một giai đoạn không mấy dễ chịu. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, những căng thẳng ở nơi công sở được giải quyết. Tuy nhiên, bạn nên thực hiện mọi thứ chậm rãi hơn, tránh sai sót lại càng có thêm mâu thuẫn. Cố gắng để hoàn tất nốt những công việc còn dang dở trước khi có một buổi tối thư giãn ở nhà với những người thân. Về tử vi tuổi Ất Mão, thuộc thủy, may mắn và có nhiều lợi thế hơn người khác. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc hỏa, cảm xúc của bạn đang được sống dậy. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc thổ, hãy bỏ qua hết những ký ức đau buồn. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mộc, bạn xứng đáng với điều tốt đẹp, vui vẻ hơn. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc kim, có được điều mình mong muốn. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Thìn, thứ hai, ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này đang gặp ngày có chính quan tương trợ, cho nên với bạn tuổi Thìn đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày vận trình được hanh thông trong cuộc sống cho tới công việc. Với bạn tuổi Thìn, nếu có việc gì chưa dám quyết định thì lúc này bạn đã tự tin hơn và biết chịu trách nhiệm về những hành động của bản thân mình nữa. Và trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc khiến cho tâm trí của bạn không được ổn định. Hễ có chuyện gì xảy ra là rất dễ nổi nóng, và bạn đừng có chọn giải pháp nóng nảy mà bỏ đi. Bạn cần phải cố gắng đóng góp ý tưởng tích cực. Nhờ thế mà bạn lẫn đối phương có thể trưởng thành hơn và có thêm nhiều kinh nghiệm hơn nữa. Trong ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành những công việc như sửa chữa, đục đẽo, bởi những việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc Hỏa, nhớ đặt niềm tin đúng chỗ. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc Thổ, đừng có để cho cảm xúc chai sạn. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc Mộc, hãy rời xa những tác động gây hại cho bạn. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc Kim, hãy chọn ở bên người có suy nghĩ tích cực. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc Thủy, cần phải chăm chỉ hơn để có kết quả rực rỡ hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Dần. Tử vi tuổi Tỵ thứ hai ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần Thân tuổi Tỵ, cho nên với bạn tuổi Tỵ, bạn cần phải cố gắng duy trì sự linh hoạt, mềm dẻo trong cách ứng xử ngày hôm nay là lời khuyên dành cho bạn. Hãn nhiên với bạn tuổi Tỵ, muốn dồn hết mọi tức giận lên người phá hủy những kế hoạch của bạn, nhưng ứng xử như thế không tốt với bạn chút nào. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có chính tài trợ mệnh, hỗ trợ cho bạn rất nhiều, thêm phần may mắn trong vấn đề tiền bạc ngày hôm nay. Doanh thu của bạn tuổi Tỵ trong việc làm ăn, kinh doanh buôn bán được tăng lên. Trong khi đó, một số người làm công ăn lương cũng nhận được tin vui được tăng lương, nhận thưởng. Hoặc là có người ngày hôm nay nhận được thưởng và chuẩn bị mua sắm mọi thứ trong dịp Tết sắp tới nữa rồi. Và ngày này với bạn tuổi Tỵ, bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, cho thấy mọi việc diễn ra không được suôn sẻ với bạn. Có thể có những chuẩn bị cho việc đón Tết của bạn khó được hoàn tất sớm, cái việc mua bán của bạn mãi vẫn chưa xong. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc Hỏa, có người ganh tỵ với thành công của bạn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc Thổ, hy vọng mới khởi lên đã bị dập tắt. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc Mộc, bạn nhìn thấy được những khó khăn trước mắt. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc Kim, rảnh rỗi quá sẽ khiến cho bạn dễ phạm phải sai lầm. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc Thủy, sự chân thành của bạn là lợi thế. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày này đang gặp được ngày của thiên tài chiếu mệnh, cho thấy với bạn tuổi Ngọ đang trải qua một ngày có được nguồn tài lộc và gặp nhiều chuyện may mắn tới với mình. Bạn tuổi Ngọ, bạn có được sự tự tin hơn về khía cạnh tài chính. Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt trái của nó, bạn đừng có để cho tiền bạc là nguyên nhân khiến cho bạn và ai đó phải xa nhau, xuất phát từ những mâu thuẫn về quyền lợi. Ngày này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, cho thấy các mối quan hệ của bạn trong ngày hôm nay không được hài hòa cho lắm. Khi bạn làm gì cũng khó được ủng hộ, và với bạn tuổi Ngọ, bạn nên tránh xung đột với ai đó để có thể đón một năm mới an vui, không còn vướng bận gì nữa. Và xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Ngọ, ngày này không phải là ngày tốt, vì vậy bạn không nên thực hiện những công việc trọng đại như là khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Nếu như không cần thiết gấp gáp thì bạn nên hoãn những công việc này sang ngày khác thì sẽ được thuận lợi hơn. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc Kim, chớ cố vội đưa ra quyết định quan trọng. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc Thủy, có lời xin lỗi muộn màng. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc Hỏa, bạn nên biết dùng đúng thời điểm. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc Thổ, hãy chuyên tâm với những gì xem là lợi thế của mình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc Mộc, hãy quan tâm tới cảm xúc thật của mình. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bà tuổi Mùi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Mùi trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp, hợi mão mùi phù trợ, cho nên với bà tuổi Mùi đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày cái chuyện tình cảm rất chi là hanh thông, thuận lợi, có cơ hội cho những cuộc hẹn hò thú vị đến với bạn trong ngày hôm nay. Và đối với những cặp đôi hứa hẹn sẽ mang lại cho nhau những cảm xúc khó phai bằng những lời nói ngọt ngào và tình cảm nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp ngày của thiên quan chiếu mệnh, nhắc nhở bạn tuổi Mùi không nên chủ quan, bạn cần phải cẩn trọng một chút khi mua sắm, bởi vì nhầm lẫn có thể xảy ra hoặc là ai đó có thể không thành thật với bạn. Bạn tuổi Mùi cũng không nên quá tin vào những lời quảng cáo, những lời giới thiệu của người bán hàng. Chưa chắc chất lượng sản phẩm đã được tốt như họ đã nói đâu. Ngày này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, lại không tốt cho sức khỏe của bạn mệnh trong thời gian này. Vì thế đừng cố gắng làm việc quá sức, hãy từ tốn, làm từng việc nhỏ một. Dù phải sửa soạn cho những ngày Tết sắp tới rất vất vả, nhưng đừng vì thế mà nghĩ ngợi hay là thức khuya quá nhiều. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, cái chuyện tình cảm diễn ra như mong đợi. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, có người thấu hiểu cho tâm tư của bạn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, có thể xảy ra nhiều rắc rối vì câu nói của bạn. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, nên tránh xa những lời chỉ trích của ai đó. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, tình yêu sẽ chấp cánh cho những ước mơ của bạn. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Thân thứ hai ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bà tuổi Thân cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Thân trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Dần Thân Tỵ Hợi. Cho nên với bạn tuổi Thân, bạn cần phải cố gắng để xoa dịu cảm xúc cá nhân thay vì làm mọi việc trở nên rối tung lên. Đây cũng là ngày để cho bạn tập trung vào những mục tiêu cá nhân nhằm nắm bắt những cơ hội có thể đến với mình. Ngày này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh, nhờ đó mà với bạn tuổi Thân đang có được sự may mắn hơn so với người khác về khía cạnh công việc. Bạn hãy tự động viên thêm mọi người xung quanh nữa. Những hành động mang tính hỗ trợ của bạn chính là động lực cho họ vượt qua khó khăn vào lúc này. Đôi khi chỉ cần một cái ôm hay một cái vỗ vai nhẹ, động viên cũng rất nhiều giá trị nữa. Ngày này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, dự báo cho bạn mệnh dễ thoát được sự cố về tiền bạc. Có thể bạn đã đủ trả nợ hoặc là dùng số tiền cho những việc quan trọng, bạn sẽ có đủ tiền để mua sắm những món đồ mà mình thích trong những ngày sắp Tết nữa rồi. Vài tử vi tuổi Giáp Than thuộc thủy, sự xa cách đôi khi là cần thiết trong mùa dịch dạ Covid thế này. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, có những ký ức đang khiến cho bạn bị phiền nhiễu. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ nên dành thời gian nhiều hơn cho chính mình. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, đừng có tâm sự với ai bí mật của mình. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim nên thưởng thức cuốn sách để làm mới tâm hồn mình. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Dậu trong ngày này đang có được tư duy nhạy bén, tầm nhìn rộng mở chính là thế mạnh và những điểm nhấn đáng chú ý của bạn tuổi Dậu, đặc biệt là trong thời gian này đang có được thiên ấn nâng đỡ. Tuy nhiên với bạn tuổi Dậu, bạn cũng rất dễ mất tập trung và bị cuốn hút bởi những điều thú vị khác của đời sống. Vậy thì hôm nay là cơ hội để cho bạn thể hiện tốt tính sáng tạo của mình nữa. Ngày này với bạn tuổi Dậu, ngũ hành tương sinh dự báo cái chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại rất thuận lợi. Thậm chí người ấy còn tạo ra một số bất ngờ nho nhỏ mang lại niềm vui cho bạn nữa. Điều này giúp cho bạn cảm thấy tự tin, tin tưởng hơn về một nửa của mình. Và xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Dậu, theo nhị thập bát tú thì hôm nay bạn làm mọi việc đều tốt, nhất là công việc khởi tạo, chôn cất, cưới gả, đào giếng, khai mương rạch, các vụ việc làm thủy lợi, khai trương, dọn cỏ, phá đất. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, có người trợ giúp để mọi việc được hanh thông. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, tâm trí của bạn hay đổ lỗi khiến cho bạn không thể nào hoàn thành được công việc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, chuyện tình cảm của bạn trở nên suôn sẻ hơn trước. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, đôi khi sự mơ mộng của bạn lại có ích. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, sớm nhận ra những dấu hiệu không tốt để điều chỉnh. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp được ngày của chính quan tương trợ, cho nên với bạn tuổi Tuất có ưu thế hơn, nhưng nếu như muốn thuyết phục ai đó nghe theo những quan điểm lựa chọn của mình ngày hôm nay thì bạn cần phải cố gắng truyền đạt chúng một cách dễ hiểu, dễ nghe nhất có thể. Chớ nên cực đoan áp đặt bản thân mình vào đối phương và buộc họ phải nghe theo, như thế bạn chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi. Trong cái vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc, cho thấy bạn nên tập trung kiểm soát cảm xúc, quan sát hơi thở để điều hòa chúng, tránh việc để cho cuộc sống xáo trộn vì hay suy nghĩ đắn đua quá nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe hiện tại. Khi tâm của bạn bình an thì mới mong có được cơ thể khỏe mạnh, tinh thần lẫn thể chất được tốt. Ngày này, theo Hải Thượng Lãn Ông là ngày 27 tháng 12 âm lịch, nhân thần ở phía khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè. Vì vậy bản mệnh tuổi Tuất không nên tác động, làm tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích lên các vị trí này. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, trước khi khuyên người khác, bạn hãy nghĩ tới chuyện của mình. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, trí nhớ của bạn không thực sự tốt cho lắm. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc, hãy cân nhắc trong từng việc mình làm. Tử vi tuổi Canh tốt thuộc Kim, học cách làm mới mọi thứ để tránh nhàm chán. Tử vi tuổi Nhâm tốt thuộc Thủy, việc tránh chi tiết sẽ khiến cho bạn phạm sai lầm. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Hợi Hợi Tử Hình. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Hợi là bạn đừng cố gắng giam cầm những cảm xúc của mình, đến một lúc nào đó chúng sẽ bùng nổ và làm cho bạn bị tổn thương mà thôi. Tốt nhất là tìm một ai đó đủ tin cậy để bày tỏ và có được những sự tư vấn phù hợp. Bạn bè chân thành chính là những người có thể giúp đỡ nhau trong những hoàn cảnh như thế này. Và với bạn tuổi Hợi, nếu như có kế hoạch thay đổi sự nghiệp hoặc là công việc thì trong ngày hôm nay nhất thiết bạn phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định của mình, nhất là ngày đang có kiếp tài ngăn trở. Đừng có vội vàng, hấp tấp và cũng hết sức cố gắng tránh những mâu thuẫn, tranh cãi có thể níu chân bạn lại, khiến cho bạn mất tập trung vào con đường mà mình đang đi. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có thủy khí vượng, cho thấy với những rắc rối liên quan tới tiền bạc cũng là vấn đề ảnh hưởng tới tâm lý của bạn mệnh. Từ đó mà các vấn đề khác xung quanh cuộc sống của bạn cũng diễn ra theo chiều hướng này. Nếu như bạn kiểm soát tốt cảm xúc của mình thì điều này sẽ giúp cho bạn hạn chế được những thiệt hại có thể xảy ra. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc Hỏa, hãy dứt khoát và thẳng thắn trong mọi chuyện. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc Thổ, bạn chẳng thể nào trốn tránh được cảm xúc của mình. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc Mộc, sự dễ thương của bạn ghi điểm trong lòng người ấy. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc Kim, đừng cố tập trung sai suất của họ, hãy bỏ qua những thứ họ đã làm được. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc Thủy, sự thật đau lòng nhưng là điều bạn cần phải đối mặt. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào, gặp lại.